Bây giờ không lẽ thấy cha con tôi hạnh phúc như vậy rồi mấy người ganh tị rồi muốn cản trở sao? Nè, cản trở giống như ngày xưa tôi ra khỏi nhà vậy hả? Tôi nói mấy người biết nha, ngày trước không ngăn cản được tôi thì bây giờ cũng không bao giờ ngăn cản được tôi đâu. Thằng Lâm đây sẽ trở thành một quý ông của đất Sài Gòn này, còn mấy người mãi mãi chỉ là... Chỉ là muốn làm cái gì hả? Hả? Bà làm cái gì vậy? Tôi nói rồi, tôi nhịn mấy người lâu lắm rồi nha. Bà tính đánh má hai của tôi hả? Tôi cấm bà đụng tới má hai của tôi đó. Lâm, mà bà qua đây làm cái gì? Tôi đã nói với bà rồi, là tôi không cần công ty Phương Đông của bà và không cần bất cứ thứ gì từ bà hết. Nè, bộ công ty có gì sao? Đâu có đâu. Xạo. Không có mà làm gì cái mặt con nhăn giống như khỉ ăn ớt vậy. Thì tại con già rồi mà con nhăn. Ừ. Ê, chửi khéo ba mày hả mày? Ba thì quá nhiều rồi. Trời. Nè, đừng có thấy tôi thương mà làm tới nha. Mà nè, bây giờ có cái chuyện gì trong công ty thì nói cho ba nghe coi. Ba giúp được cái gì á, ba giúp cho. Con đừng có nhăn nữa. Mỗi lần mà con nhăn á, con nhăn quá cũng không giải quyết được cái gì đâu. Không phải là có chuyện cần ba giúp, mà tại con có vấn đề thắc mắc nghĩ hoài không ra cho nên con mới nhăn. Thắc mắc chuyện gì nói cho ba nghe coi. Chuyện là vậy. Nói đi. Và như chuyện này nằm trong danh sách những chuyện không được nói, sao mà nói? Trời ơi, nói với ai đâu, nói với ba mày mà có gì đâu mà lo con. Nói với ba không sao đúng không? Không có sao đâu. Ba. Vụ gì? Cái ông giám đốc trong công ty của ông Lâm á, là ba nó. Ừ, thì đúng rồi. Cái vụ đó ba nó là ba biết mà. Không, con biết ba biết mà. Ờ. Lúc đó con với ba đều nghe mà. Rõ ràng. Chưa, đoạn sau nè. Ba của nó muốn nó về công ty để làm. Ừ. Có nghĩa là sau này công ty sẽ thuộc về nó. Chính xác. Mà nó không chịu. Thì ba biết chứ. Hồi trước á, thỉnh thoảng nó còn về công ty. Bây giờ nó không thèm về luôn. Mà mỗi lần nó không về á, ổng bứt rứt, dò đầu bứt tóc, ổng chắc, ổng hít, ổng làm đủ kiểu ở trong phòng, mới mệt lắm. Vậy hả? Nhắc tới cái chuyện này cũng tội nghiệp thằng Lâm thiệt. Ông già của nó đó, làm những cái tội lỗi mà tài đình tài trời không à. Đó. Ủa làm sao mà cô Đông với chị Hai tha thứ cho được? Đó. Chưa hết đâu nha. Hai người đó mà biết được là thằng Lâm đang làm công ty của ổng á, là hai người đó tự thằng Lâm luôn cho con coi. Đúng rồi, mà chuyện đó con biết mà. Ừ. Ba biết là con biết đó. Nữa. Cái quan trọng nằm ở đây nè. Cái điểm thắc mắc là nằm ở đây nè. Cái lạ lùng nữa nằm ở chỗ tao này. Tao mệt mày quá, mày nói cho nó rõ ràng luôn chút được không? Là con học ba đó, là ba dạy con cái tính nhấp đó đó. Mà nghe con nói nè. Thằng Lâm á, nó không muốn về Phương Đông thì thôi đi. Ừ. Đằng này á, nó lại gọi là sao ta? Nó lại cài con vô công ty. Con thấy lạ không? Cài con vô Phương Đông? Dạ. Để làm chi ta? Con hiểu, con mới hỏi ba đó. Con sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ ba hết. Kể cả công ty Phương Đông của ba nữa. Ba làm ba đi về đi. Lâm, ba biết là con yếu đuối. Tất cả những gì con làm á đều phải nhìn vô mắt mấy người này nè. Nhưng mà con làm vậy không được. Con phải bản lĩnh lên. Con làm như vậy đánh mất chính mình, đánh mất tương lai sự nghiệp của mình, con hiểu không? Ba đi về. Con đã nói rồi. Kể từ đây con không nhìn mặt ba nữa. Lâm. Kể cả công ty Phương Đông của ba. Lâm. Con nói ba nghe không rõ hả? Ba đi về đi, đừng có làm phiền gia đình của tôi nữa. Lâm. Lâm. Lâm à. Lâm. Con là cuộc sống của ba. Bây giờ con nói đi. Con muốn ba làm cái gì ba cũng làm theo ý con hết. Con nói đi con. Lâm, con nghe má hai nói nè. Má hai nuôi con từ trong trứng nước. Má không có lo cho con được cuộc sống giàu sang sung sướng. Má chỉ có thể lo cho con khỏi bị đói thôi. Bây giờ con lớn rồi, con hãy tự quyết định cuộc đời của mình. Chuyện gì hay, chuyện gì phải thì con làm. Con đừng có bận tâm tới má hai, tới mẹ của con làm gì nữa. Lâm,
ông đi về đi. Tôi với ông sẽ nói chuyện với nhau xong. Đi về. Đi về. Tôi đâu đi về. Đi về. Cút đi rồi không làm. Đi về. Tôi đâu đi về cho tôi. Tôi có nghe nói không vậy. Đi về. Đi về. Tôi đâu đi về. Đi về rồi đó. Đi về. Cút đi. Thôi đi về đi. Cô Đông! Cô Đông! Ông về rồi! Cô Đông! Ông về rồi! Ông về rồi! Cô Đông! Cô Đông! Cô đi cho tôi! Cô Đông! Cô Đông! Cô Đông! Lâm ơi! Con hứa với mẹ, sau này con làm bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng đâu. Mẹ hãy tin ở con nha. Dạo này mẹ con hay như vậy lắm. Má hay lo lắm Lộc ơi. Con nè. Con nè. Đồng ơi. Con đi. Con đi. Con đi. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Đó thì ba cũng thấy khó hiểu rồi khó đó. Khó hiểu chứ. Ừ. Bây giờ đó, người ta không về công ty làm thì thôi. Đúng. Tự nhiên cái cài một con nhỏ tên Thư vô. Ừ. Xong bây giờ vô kêu nó ăn cắp hồ sơ giấy tờ. À, ăn cắp dữ liệu, đằng này ăn cắp luôn cái gì? À, hợp đồng làm ăn của công ty về cho nó nữa, là làm sao? Hợp đồng nữa hả? Đúng rồi, ba thấy kỳ không? Lạ lùng mà vậy. Mà này nó lạ chứ nha. Nó không làm thôi, nó đưa con vô, rồi tìm hiểu những cái chuyện mà hồ sơ giấy tờ gì của công ty người ta, chi vậy? Mà hả? Vô ăn cắp rồi mới thấy công ty này có vấn đề thiệt. Có vấn đề hả? Đúng. Sao 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 con? Công ty Phương Đông này á, không chỉ đơn thuần là hả kinh doanh vào cái việc mà xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất đâu. Còn làm chuyện khác nữa. Trời đất ơi, chuyện đó quá bình thường. Người ta kinh doanh rồi thì ta miễn sao ta kinh doanh bất cứ cái mặt hàng gì, có tiền là được thôi. Không, nhưng mà những cái chuyện đó thì nó không có nằm trên giấy tờ, nó phạm pháp. Vậy mới có chuyện để nói chứ. Vậy hả? Ừ. Rồi 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 sao, rồi sao? Tất nhiên là nó biết rồi, nó kêu con đi điều tra thì con phải kể cho nó nghe chứ. Nhưng mà con không có kể 100% sự thật. Sao vậy? Con phải giữ lại một chút xíu. Con nói với nó vậy nè, tất cả những cái hợp đồng mà kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất của công ty con đều nắm trong tay hết. Và đúng con rồi. Xác nhận á, nó hợp pháp. Nó đúng hết. Chỉ có một số cái gọi là báo giá trên hợp đồng như là báo giá với cho bên thuế á, nó chỉ xê xích chút xíu thôi, không quan trọng. Nhưng mà con có nhấn nó vô một cái điểm, đó là có một số khuất tất con chưa điều tra được. Hay, nhỏ này nó cũng ngộ thiệt. Hả? Khuất tất chưa điều tra được mà dám nói khuất tất là sao? Không khuất tất sao được. Ba nghĩ sao vậy, người ngoài nhìn vô cũng thấy nó khuất tất nữa làm sao mà con không thấy khuất tất. Con nói cho ba biết con là cái gì, con là thư ký đúng không? Trong cái phòng đó có ba người. Ba nghĩ sao mà suốt ngày cứ mà ông giám đốc với là cái thằng trợ lý cứ tò te tú tí với nhau. Cái gì? Tò te tú tí hả? Hai bộ ông giám đốc đó với thằng trợ lý đó chơi BD hả? Không phải tò te tú tí. À, giấm vui. Giấm vui là sao? Giấu giếm. Trời đất ơi, mày giấu giếm thì nói đại giấu giếm đi. Chứ... tự nhiên là tò te tú tí rồi giấm vui. Ta đang rối mà, người ta không có tìm được từ. Giấu giếm. Có nghĩa là tất cả mà biết nha, mỗi lần mà hả hết giờ làm việc một cái nha, hai người á cất hết hồ sơ vô khóa tủ lại. Máy tính nha, khóa hết, để password hết, con không vô con không coi được cái gì. Mà con hỏi ba, thí dụ bây giờ nó là hợp đồng kinh doanh của công ty đi. Nếu đó là giấy tờ công ty, nó là hồ sơ sổ sách hợp đồng này nọ thì phải cho con biết chứ, con là thư ký mà, giấu con chi, đúng không? Nè, bây giờ cái chuyện này á, con đừng có nói cho bất cứ người nào biết nghe không? Đâu có được. Sao không được? Nói cho thằng Lâm chứ, nó kêu con đi điều tra mà. Trời đất ơi, thằng Lâm tất nhiên con nói cho nó biết là nó đang nhờ con thì nó biết là chuyện bình thường rồi. Lỡ nói với ba nữa rồi kìa. Nữa. Cô không có hiểu ý tôi gì hết trơn à, ngoài tôi, ngoài thằng Lâm ra, ý là đừng có nói cho ai biết nữa hết á. Ôi giái trời, con đừng có nói cho ai biết nữa, hai người rồi, trời đất ơi, sao con nhiều chuyện quá vậy nè. Thiệt tình, bây giờ không biết á, thằng Lâm nó làm gì với Phương Đông ta. Anh biết nói với con như thế nào đây? Tôi định nhận được kết quả xong sẽ về đưa cho thằng Kiệt để nó tự quyết định. Tôi có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được đó lại là anh. Anh cứ tưởng cả đời này anh tiệt nòi tiệt giống, không con không cái gì. Nhưng bỗng dưng có một đứa con ở trong cái tình huống này,
thì đúng là oan nghiệt. Anh phải xưng tội với nó như thế nào đây? My à, My đã nói á là sẩm nó về quê, sao má không có chịu coi con ra gì hết vậy? Sao má cứ ở đây chửi bới kiếm chuyện với con hoài vậy? Ai mà chịu nổi? Mày nghĩ người mẹ nói bỏ con là bỏ cái một vậy đó hả? Mày lớn như vậy đó mà tao còn không đành bỏ, trong khi con mày nó bay lớn nữa đó. Mày sanh nó ra rồi mày muốn quăng nó đi đâu thì mày quăng. Con chịu hết nổi rồi, má đem nó cho ai thì cho đi, con không cần nữa. Mày nói cái gì vậy hả? Bây giờ mày xa đọa, mày khốn nạn đến mức đó sao tiếc? Con mày mà mày muốn bỏ như vậy, mày mê cái gì ở cái đất này hả? Con không có mê gì hết, con chỉ muốn là ảnh quay về đây sống với con thôi. Con sẽ ở đây cho tới khi nào ảnh quay về đây sống với con thì thôi. Mày điên rồi hả? Cái thằng nó đốn mặt, nó sở khanh, nó ác độc như vậy mà mày còn mê muội nó. Mày muốn sống với nó để mày bỏ con mày. Trời ơi là trời, tao sanh mày ra có con mắt mà, mày đâu có bị mù đâu mà mày không thấy đường vậy. Thôi được rồi, mày không muốn nuôi nó chứ gì, mày muốn đem con mày mày cho người ta chứ gì. Trong khi người ta bỏ bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức, người ta đi cầu đi khẩn đi có đứa con, mà mày á thì mày muốn cho nó chứ gì. Tao sẽ ẵm nó về quê, tao cho nó. Mày vừa làm mày chưa? Ủa mẹ, trời sao mẹ khóa máy, con liên lạc cho mẹ không được, con lo quá trời luôn. Mẹ đi làm một số việc cần thiết, ông về chưa con? Cũng thỉnh thoảng, nhưng mà chừng nào ông dọn ra khỏi nhà mình vậy mẹ? Nhà mình cũng còn rộng, có mình con ở à. Với lại mẹ cũng nói với ổng là không có cần dội, khi nào tìm được nhà ưng ý á thì hãy dọn đi. Nhưng mà vấn đề là con không có muốn nhìn mặt ổng nữa. Không muốn nhìn thì đừng có nhìn, xưa nay mình vẫn sống vậy mà đâu có sao đâu con. Mẹ đang có chuyện gì sao? Mẹ mệt lắm không? Mẹ mệt lắm. Hay để con gọi bác sĩ tới khám cho mẹ nha. Không cần đâu, mẹ không cần bác sĩ, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi là được rồi. Dạ, vậy mẹ lên lầu nghỉ đi, để con kêu chị Thà lấy tinh dầu xong cho mẹ nha. Không cần, mẹ cần yên tĩnh. Với lại mẹ cũng chọn được một nơi rồi, nên mẹ về đây để nói với con chuyện này nè. Chuyện gì vậy mẹ? Ông đâu rồi? Ông tưởng ông trốn được tôi hả? Ê, cô làm gì vậy? Cô vô đây làm cái gì? Kêu bảo vệ đứng sớm đó làm cái gì? Nè, để cho cô ra lộng hành vậy hả? Nè, ông mà kêu bất kỳ ai tới, tôi quăng thằng nhỏ tại đây liền. Ê, ê, trời. Nè nè, cô đừng làm càn nha, có gì từ từ nói. Chuyện này nói kỳ quá à. Con chị đẻ ra có tội tình gì đâu mà chị đòi quăng nó. Chị nuôi không được á, bây giờ chị đưa đây tôi nuôi cho. Muốn nuôi con hả? Được. Muốn có thì kêu cha sở khanh này tạm ứng cho đứa nè. Cô nói gì vậy? Chị này ăn nói hồ đồ quá. Đây là giám đốc của tôi, người ta là người đàng hoàng á. Đàng hoàng cái gì? Ổng đàng hoàng hay không thì tôi biết, mấy người làm gì biết được. Mọi người ra ngoài hết đi, để tôi ở đây nói chuyện với thằng cha sở khanh này. Cô, con nhỏ này chịu được hết nổi rồi. Tôi mà thấy à héo lắm, tôi
bắt thằng nhỏ ta đây liền. Thôi, hai người đi ra giùm tôi đi, tôi lo được. Cô muốn gì ở tôi nữa? Cô muốn gì? Đây là kết quả xét nghiệm ADN của con do người đã tạo ra con. Còn đây là địa chỉ của ổng. Phần còn lại là tùy con. Ý mẹ là... con có muốn gặp, nhìn mặt hay chối bỏ, tùy con quyết định. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được tạo ra một cách tốt đẹp. Cái gì? Ổng tên là Lê Minh Dũng mà. Ủa? Tại sao địa chỉ lại là công ty cũ của mẹ? Vậy là sao? Vậy là mối quan hệ thật sự của mẹ với người này như thế nào? Đó cũng chỉ là nghiệt duyên thôi. Bây giờ con đừng quan tâm đến suy nghĩ hay tâm trạng gì của mẹ hết. Mẹ cho con toàn quyền quyết định chuyện này, bởi vì ông ta là người đã gây ra cho con phải chịu oan không biết cha đẻ của mình là ai, và phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính người mà con đã tưởng là cha của mình suốt bao nhiêu năm qua. Còn mẹ, mẹ đã nhận lấy hậu quả của mình. Còn về ông ta, con muốn sao thì nghe vậy. Mẹ, con chở mẹ đi bệnh viện nha. Không cần đâu, mẹ nghỉ ngơi là được rồi. Cô muốn gì ở tôi nữa? Bây giờ anh sẽ làm gì? Cô muốn tôi quay lại, hay là cô muốn tôi nhận thằng bé làm con, hay là muốn tiền? Tôi muốn tất cả. Cái gì? Tất cả? Cô quá điên rồi. Tôi điên rồi hả? Thì tôi điên rồi nên mới đóng cửa cho ông suốt mấy năm trời nè. Tôi điên rồi nên mới lúc nào cũng tôn thờ một kẻ bạc bẽo như ông. Tôi quá hoang tưởng. Lúc nào tôi cũng nghĩ là ông sẽ nghĩ tới tôi, sẽ nghĩ tới tình yêu của tôi. Cô sai rồi. Cô yêu tôi bởi vì chính tôi rước cô ra khỏi cái quán bar nhơ nhớp đó. Cô chấp nhận ở nhà chờ tôi, không tiếp khách nữa, bởi vì tôi đã chu cấp quá đầy đủ tiền bạc cho cô. Bây giờ lại đem thằng nhỏ này ra để ăn dạ tôi à? Cô muốn cái gì? Muốn kéo dài cuộc sống ăn không ngồi rồi của cô à? Chỉ nằm dài ra nhận tiền của tôi thôi à? Không làm gì cả mà muốn nhận tiền à? Tóm lại, cô là một mụ đàn bà làm biến, muốn nhân danh tình yêu để bòn rút tiền của tôi à? Sao? Trả lời đi chứ. Tôi nói không đúng à? Vậy bây giờ anh tính làm gì? Đừng có đem thằng nhỏ ra đe dọa tôi. Tôi có quyền không tin nó là con của tôi. Tôi thiếu gì cách để chối bỏ nó nếu như cô ăn dạ tôi. Nhưng mà nói tôi biết, nó vô tội, nó không có tội. Cho nên lần này, chỉ lần này thôi, vì nó tôi sẽ nhân nhượng cô. Rõ chưa? Đi qua đây. Ghi đi. Tôi tên là, sinh ngày tháng năm, chứng minh nhân dân số. Tôi có nhận của ông Sang là giám đốc công ty Phương Đông, với số tiền là, tôi cam đoan kể từ ngày hôm nay, ngày tháng năm, sẽ không gặp ông Sang nữa. Còn nếu như tôi gặp, tôi sẽ phải hoàn lại số tiền cùng với lãi suất, bằng với lãi suất ngân hàng cùng thời điểm. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi sẽ đưa cho cô một số tiền, đổi lại cô sẽ không làm phiền tôi nữa. Tùy cô thôi. Nếu như cô đồng ý, cô sẽ có một số vốn làm ăn. Tôi biết hiện nay
cô đi làm tạp vụ, là ở nhà thuê. Mẹ của cô và đứa bé thì lúc nào cũng than khóc eo xèo. Chứ tình cảnh đó thì không thích hợp với một người làm biếng như cô. Còn nếu như cô không đồng ý, tôi biết hiện nay cô đi làm tạp vụ, là ở nhà thuê. Mẹ của cô và đứa bé thì lúc nào cũng than khóc eo xèo. Chứ tình cảnh đó thì không thích hợp với một người làm biếng như cô. Còn nếu như cô không đồng ý thì cứ việc quẳng đứa bé xuống đất đi. Xin mời. Cô tưởng là tôi sẽ động lòng à? Không hề. Cô quẳng thằng bé đi. Một án mạng xảy ra, cô thì đi tù, chúng tôi thì không liên quan gì cả. Nếu vậy ông sẽ cho tôi bao nhiêu? Thà cứ nói thẳng ra như vậy từ đầu. Tất nhiên số tiền sẽ có mức độ của nó thôi, sẽ có giới hạn của nó thôi. Bởi vì cô đã hết giá trị lợi dụng. 200 triệu. Không. 300 triệu. Không. Cũng đúng thôi. Với hạng gái làm tiền như cô thì đương nhiên là phải trả giá rồi. Đây là con số cuối cùng. Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ mời bảo vệ lên đây nói chuyện với cô. Còn cô muốn quẳng cái gì thì quẳng. 500 triệu. Tôi sống chung với anh 5 năm. Yêu thương anh, chiều chuộng anh. Mà anh chỉ trả cho cuộc đời tôi bấy nhiêu đó thôi sao? Cô nhìn lại mình đi. Cô nhìn lại tôi đi. Nếu như cô 27 tuổi, tôi 72 tuổi thì có thể tôi sẽ trả cho cô cao hơn. Còn đằng này có được như vậy đâu mà đòi hả? Tôi chỉ có thể trả cho cô và con của cô số tiền như vậy thôi. Bởi vì tôi phải để dành tiền lo cho thằng con khác của tôi. Cô lấy tiền người ta thì cô cũng phải có lương tâm một chút chứ hả? Không phải bất kỳ người vợ hợp pháp nào muốn sinh con cho người đàn ông á cũng được chu cấp tiền bạc như vậy đâu. Tiền đâu? Thì bây giờ cô cùng với tôi ra ngân hàng. Tôi sẽ cho cô chứng kiến việc tôi chuyển tiền vào tài khoản của cô. Tôi sẽ không lừa gạt cô đâu. Nên nhớ, tuyệt đối không được gặp tôi nữa. Nếu không, cô sẽ hoàn lại số tiền này cùng với lãi suất ngân hàng. Và một điều quan trọng, thằng bé không liên quan tới tôi. Ông cũng không xứng đáng làm cha của cô tôi đâu. Nghỉ đi. Mẹ đi nghỉ ngơi đây. Mẹ đi đâu? Con đừng có lo cho mẹ. Cho tới giờ phút này, mẹ chỉ có tình yêu thương duy nhất đó là con. Mẹ tin là con sẽ có được tương lai tốt đẹp. Nếu mẹ thương con á, mẹ nói cho con biết mẹ đi đâu được không? Mẹ lạ hứa là đi hành hương khắp các chùa lớn nhỏ trong nước để cúng dường, cầu xin các chư Phật chứng nguyện xóa bỏ mọi tội lỗi cho mẹ. Mẹ ở nhà với con được không mẹ? Mẹ không muốn ở lại đây, để rồi phải để tâm vào thế sự, rồi lại phải khổ tâm. Nếu như con thương mẹ thì hãy để mẹ làm những điều mẹ muốn. Đâu phải cứ có tiền á lại đi cúng dường rồi miệng mồm xin cái chư ngài á là cái chư ngài tha lỗi đâu. Đó là điều duy nhất mẹ có thể làm lúc này.
còn ở nhà phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nghe không? Dạ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ tự lo bản thân con tốt. Mẹ đi cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ ở đâu mẹ nhớ điện thoại về cho con. Chừng nào mẹ cần á, con chạy tới bên mẹ liền nha mẹ. Được rồi, con cứ yên tâm. Thôi mẹ đi nha. Dạ. Uống nước đi chị. Nhìn chị là biết nghiêm trọng rồi đó. Sao, có chuyện gì kể cho em nghe đi. Ông giám đốc có con rơi. Rồi sao? Chỉ vậy thôi hả? Không, ông có con riêng á, là con rơi á. Em biết mà. Không ngạc nhiên hả? Cái chuyện đó em biết lâu rồi. Nhưng mà có gì nghiêm trọng hơn nữa không? Thì đó, cái chuyện mà cái bà đó bà ổng con tới bà quậy đó. Ủa? Đứa nhỏ đó chết rồi mà. Ai chết? Thì thằng nhỏ đó. Thì hôm bữa là cái cô đó đến công ty quậy giám đốc một lần, xong rồi em thấy giám đốc đuổi cô ra. Ông có giải thích với em á là tại đứa nhỏ đó chết nên cái bà đó bà mới buồn, bà mới tìm đến ổng để bà quậy. Không, chị không biết à. Cái chuyện trước đó là chị không dám chắc. Rõ ràng là chị thấy cái bà đó bà cầm cái thằng em bé thiệt. Nó có khóc que luôn. Bà cầm lên vậy nè, chị với ông Nam xanh mặt luôn. Bà cà hất á. Xong rồi là à, mà ông giám đốc hay lắm nha. Lát hội bà quậy gì mà bà ra bà im ru luôn. Hay vậy. Mà chị có biết ông giám đốc ông giải quyết bằng cách nào mà bà đó bà chịu im không? Biết chứ, đi qua đây kể chuyện là phải biết. Ông đuổi ra ngoài rồi chị với ông Nam dòm lại để nghe lén. Nghe là kiểu cái bà này á, là giống như bà làm biếng, bà thích ngồi không xài tiền. Cho nên là ông đánh vô tâm lý bà liền. Ông cho bà 500 triệu liền. Bắt bà cam kết là hả, không có được quay lại kiếm ông nữa. Cho 500 triệu? Ừ. Rồi bà đó bà chịu luôn à? Chịu chứ, có tiền mà. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Xin chào. Cô tới đây làm chi vậy? Con có nói chết chưa hả? Có lẽ là như vậy. Cậu ta sao rồi? Cô nhìn đi, coi nó còn đang sống hay chỉ là chưa tắt thở. Cậu ta làm cho mình trở nên tồi tệ bằng đủ mọi cách, ngay cả trong chuyện này. Cô đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao? Đáng lý ra cậu ta vẫn có thể sống đàng hoàng, khỏe mạnh, ngay cả khi bị nhiễm bệnh. Cô nói thì nghe hay lắm. Cô nhìn đi, gia cảnh mẹ con tôi như vậy, bây giờ tinh thần của nó thì vậy đó. Sống vui, sống khỏe là sống làm sao chứ. Đặng Ly ra, tôi phải nguyền rủa cậu ta, chứ không phải chỉ để thăm bệnh thôi đâu. Nhưng thôi, cô chị tới đây thăm mình một lần nữa thôi. Bà hãy cầm số tiền này rồi đưa cậu ta đến bệnh viện nhiệt đới. Ở đó bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị bệnh tốt nhất, hy vọng sẽ cải thiện cho cậu ta. Nó không có chịu.
Trời đất ơi, mà ông giám đốc ông ghê lắm nha. Ông nói là hả, ông thách bả thảy đứa em bé xuống luôn. Thảy xuống một cái hả là ông gọi công an tới còng đầu bả liền. Vừa ở tù, vừa không có tiền nữa. Giờ chọn nào? Nó phải chọn tiền thôi. Với là ông nói mà em bé lỡ chết rồi hả, ông không liên quan luôn. Rồi cái bà đó bà bỏ đi luôn hả? Ừ, có tiền rồi đi chứ ở đó quậy chi cho bị còng đầu. Vậy còn đứa nhỏ thì sao? Thì ẩm đi luôn, không lẽ để lại cho chị giữ. Ủa, chứ ông giám đốc không giữ đứa nhỏ lại à? Không, trời ơi, ông nói ông còn tìm cách đó hả? Ông nói là ông có muôn ngàn cách để ông từ con. Trời. Bà mà nằm giả hả là ông bỏ luôn, ông không nhận thằng nhỏ luôn. Như vậy là cái đứa nhỏ đó nó không có cha nữa rồi. Trời ơi em ơi, cái loại cha đó mà có để làm gì, cha mà không nhận con mà chửi con mà kiểu, trời ơi, chị nói thiệt với em chứ. À chị quên. Thì chính vì vậy nên em mới muốn chị là phải gấp rút hoàn thành tốt công việc mà em giao. Em nói nghe nè, bộ em muốn trả thù thiệt hả? Em... Nhưng mà thiệt tình thì trong bất cứ hoàn cảnh gì em cũng không muốn làm đứa con bất hiếu với người đã sinh ra em. Nhưng mà ông Sang, làm ơn đi bác sĩ giùm má đi. Con không vì con thì con cũng vì má chứ Thịnh. Con cũng biết rồi đó, bệnh của con không có chết liền đâu. Sao phải chờ tới 10 năm mới chết hả má? Thịnh à, con nghe rồi đó, bệnh này của con đâu có chết ngay được. Con cũng có thể sống khỏe, sống vui được nhiều hơn như vậy nữa. Con thấy cô ta đó, cô ta vẫn khỏe mạnh hồng hào, chứ đâu có như con vậy. Nghe lời má đi bác sĩ đi Thịnh. Vậy mai má đi với con tới bệnh viện. Má đi với con, má đi với con mà. Con xin lỗi má. Chôn chặt chuyện này, sống để bụng, chết mang theo. Nỗi nhục này tôi có sống lại ba lần vẫn còn phải trả. Đúng là oan nghiệt mà. Cô gái đó là em sao? Mày anh nhìn đi, coi anh đã làm gì tôi đây nè.
kết quả xét nghiệm ADN của anh và thằng Kiệt. Cấu trúc trong đó hoàn toàn giống nhau. Kết quả anh và thằng Kiệt là cha con đó. Anh biết nói với con như thế nào đây? Tôi định nhận được kết quả xong sẽ về đưa cho thằng Kiệt để nó tự quyết định. Thì tôi có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được đó lại là anh. Anh cứ tưởng cả đời này anh tuyệt nội tuyệt giống, không con không cái gì. Nhưng bỗng dưng có một đứa con ở trong cái tình huống này thì đúng là oan nghiệt. Anh phải xưng tội với nó như thế nào đây? My à, My alo, tôi nghe đây. Bữa nay tôi hơi mệt, cậu thay mặt tôi giải quyết mọi chuyện giùm đi, không cần thiết phải gọi tôi đâu. Vậy nghe. Alo, tôi nghe. Chị hả? Được rồi, tôi xuống liền. Thưa anh, em xuống sửa một chút. Họ đã cho nghiệm thu bộ sản phẩm mới chào mẫu cho khách hàng đợt này. Em xuống kiểm tra. Đi đi, khóa máy chưa? Dạ rồi anh. Dạ chú ơi, chú ký thằng con cái này đi. À, khoan đã. Alo, tôi nghe. Chị hả? Được rồi. Tôi ra ngoài một chút. Cô không cần phải mang giấy tờ đi liền đâu. Ở đây chờ cậu Nam vậy đó. Là cái gì trời? Ủa? Sếp đâu? Dạ, chú có việc chú phải đi ra ngoài rồi. Ủa, anh chưa đi hả? Bà quên chìa khóa xe.
Ông kiếm ai? Dạ tôi kiếm cậu Kiệt. Ở trọng á. Tôi xin phép. Cậu Kiệt ơi, có ông này kiếm cậu nè. Là ông đó hả? Tôi đây. Tôi ngồi nói chuyện được không? Tôi... Ông sẽ định gọi tôi là gì đây? Tôi không dám xưng là cha của con. Bởi vì đối với tôi, điều này thật sự quá đỗi bất ngờ. Tôi không nghĩ là mẹ con của con sẽ tha thứ cho tôi. Đối với tôi thì đây đã là một ân sủng lớn lắm mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Khi mà biết tin mình có một đứa con nữa, thật sự là tôi rất hạnh phúc. Vậy ông có cái ân sủng, cái hạnh phúc đó bằng cách nào? Thật sự thì tôi không muốn thanh minh hay biện hộ gì cho chính mình về cái ngày định mệnh oan nghiệt đó. Bởi vì đối với tôi, đó chỉ là những cái trò vui của một cái thời tuổi trẻ bồng bột thôi. Con biết không, ngồi với con, tôi muốn nói thật lòng của mình. Thậm chí có những thời gian tôi đã từng quên đi điều đó. Tôi lại không nghĩ là cái hậu quả nó lại xảy ra như vậy. Vậy ông cảm thấy hạnh phúc dạt dào khi tự nhiên trên trời rơi xuống một đứa con mà ông không bao giờ mong muốn à? Thật ra thì tôi không dám mơ trong cuộc đời của mình sẽ có một cái đứa trẻ nào gọi mình bằng cha. Đối với tôi, đó là những cái điều rất là hoang đường. Vậy hai tờ giấy xét nghiệm này có hoang đường hay không? Không đâu. Thật sự là bây giờ tôi không biết phải làm thế nào hết. Tôi rối lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi phải làm như thế nào để chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Vậy ông đến đây để làm gì? Cái trò đời tiêu khiển của ông á đã hủy hoại hết cuộc đời của mẹ tôi. Mất hết tuổi thơ, cái thằng này chưa bao giờ có được tình cảm thật sự của một người cha. Còn mẹ tôi, hơn 40 tuổi đầu, chưa biết được tình yêu thương của một người chồng là như thế nào. Bà chưa biết được cái sự nồng ấm của yêu thương, một gia đình hạnh phúc là như thế nào. Rồi bây giờ ông tới đây, ông nói là ông chưa bao giờ ông dây dứt, ông chưa ăn năn hối hận hả? Có lúc ông quên nè, thằng khốn. Con à, vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào đây? Bây giờ có chịu về luôn chưa? Hay vài bữa rồi đi tiếp? Riết rồi. Coi tôi như là thứ thừa thải, rảnh rồi đi kiếm chuyện nữa vậy đó. Tính cái gì cũng phải nói cho người ta biết, để người ta biết người ta tính tiếp. Im ru vậy rồi ai biết đường đâu mà lần. Má cứ mặc kệ con đi. Má muốn con về quê thì bây giờ con đang soạn đồ về nè. Má chưa vừa lòng má nữa hả? Thì má hỏi con á, là bây giờ con về luôn hay chưa? Hay vậy bữa rồi bỏ đứa nhỏ cho má rồi đi tiếp, bay tiếp. Con còn chưa tính được đường đi nước bước của con ra làm sao. Làm sao con nói với má được? Con chỉ biết á, là bây giờ con đã có đủ tiền để được cho má lo cho thằng nhỏ giúp con. Con sẽ không để cho hai bà cháu phải khổ nữa. Như vậy là con đã yên tâm phần nào rồi. Nó đã chịu bỏ tiền ra đền bù chu cấp cho con như vậy á, là cũng may phước lắm rồi. Buông bỏ đi, cho nó yên. Mày cứ bám theo nó, mày tranh giành với nó hoài như vậy á, mày giành được không? Mày giành được á thì cũng giành được khúc cây thôi. Sao mà dai quá vậy?
Ông đừng làm những trò đồi bại giống như đã làm với mẹ tôi, để tạo ra những đứa trẻ bất hạnh như tôi nè. Không đâu con à, đó là lần duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi không thể kềm chế được thú tính của mình. Ông câm miệng ông đi. Thằng này nó chưa bao giờ có cha, nên nó sẽ không biết cách cư xử đúng mực của một người con là như thế nào đâu. Kiệt à, con... Ông im! Chỉ riêng cái chuyện mà ông biến tôi thành một đứa con rơi cũng đủ khiến tôi căm hận ông suốt cuộc đời này. Còn mẹ tôi, bà làm nên tội tình gì mà ông hủy hoại cả cuộc đời của bà? Ông không đi hả? Tôi giết ông! Tôi giết ông! Cậu ơi! Tôi giết ông! Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu buông ra! Đi chân ra! Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu đừng làm như vậy mà! Cậu định bắt cổ ông ta đến chết hả? Án mạng xảy ra trong nhà thì sao? Cô nhìn đi! Cái người đàn ông bảnh bao như vậy nè, lại chính là người đẩy cả cuộc đời của mẹ tôi xuống địa ngục, biến tôi nè thành một đứa con rơi. Cái người như vậy sống ở trên đời cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Kiệt à, tôi cầu xin con mà, tại vì tôi không hề biết là có con tồn tại trên cõi đời này, cho nên tôi chỉ xin con một điều thôi, con hãy cho tôi chuộc lại những lỗi lầm này, hãy cho tôi che chở bảo vệ cho mẹ con một lần nữa. Năm đó ông bà ngoại tống vô mặt mẹ tôi một đống tiền rồi đuổi bà ra khỏi nhà và sợ mang nhục với mọi người. Bà phải bám víu vào một kẻ không ra gì để mong có người nương tựa vào lúc mà mẹ tôi xa cơ thất thế. Bà sinh đẻ ở nơi đất khách quê người không có người thân, bà phải sống trong một ngôi nhà trả giá bằng đứa con rơi này nè. Bà không dám ngẩng mặt nhìn người đàn ông đó. Còn tôi phải